Nằm ở bảng F, đội tuyển U11 Hưng Yên đã giành 4 chiến thắng với các tỷ số 5-0 trước đội U11 Thái Bình, 4-1 trước đội U11 Liên Việt Postbank Hoàng Anh Gia Lai, 8-1 trước đội U11 Lâm Đồng, 4-1 trước đội Việt Kim Liên Quảng Ngãi và chỉ nhận một thất bại trước đội đầu bảng U11 Việt Hùng Thanh Hóa. Kết thúc vòng loại, đội tuyển U11 Hưng Yên có 12 điểm, xếp vị trí thứ 2 ở bảng F, là một trong 16 đội giành vé vào vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cup Nestle Milo 2024 diễn ra tại Bắc Ninh vào cuối tháng 7 tới.